Chinh phục thành công tấm huy chương bạc từ Olympic Toán học quốc tế 2017 tại Brazil, Phạm Nam Khánh lại vừa tiếp tục hiện thực ước mơ du học Mỹ với tấm vé vào trường đại học Chicago kèm học bổng 264.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 6 tỷ đồng. Hiếu loạt thành tích ấn tượng như huy chương bạch kim kỳ thi toán châu Á Thái Bình Dương năm 2012, huy chương vàng cuộc thi toán học trẻ IMC lớp 7, huy chương bạc IMC lớp 8. Trong đoàn đại diện Việt Nam thi đấu Olympic toán học ở Brazil năm 2017, Phạm Nam Khánh, thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn, đã xuất sắc giành huy chương bạc.